Mở trang sách cũ điếm tàn, nghe lòng thổn thức chuyện ngàn năm xưa. Tiếc đầu người gồm ghê chưa, cớ chi trương phủ bài trò máu tanh. Bá trương phủ ta Nguyễn Biểu Nam quốc điến tiền ngự sử, tiếng trung can gian dội khắp sơn hà. Phụng mệnh vua đi xứ cầu hòa, để tránh cho trăm họ hai phương Nam Bắc khỏi lụy vào dòng thảm khốc đau binh. Người đường đường là thượng tướng Đại Minh, cớ sao không tròn lễ tiếp xứ thần, lại học đòi thối đi tiền giả mang của lũ thất phu phường giặc cướp. Trương phủ
hèn hạ, sai quân cắt lưỡi sứ thần. Rồi hạ lệnh trói ông dưới chân trầu lắm, quanh năm cuồn cuộn nước, mượn thị triều dìm xa đấng trung lương. Dòng sông Lam hôm ấy đường buồn, bệnh rịnh tiện bậc hùng anh thảm từ. Trên không trung phía trời nám mây đen dần dù, để tan trang liệt sĩ kiều hùng. Lại nghe bồi hồi thương, 4000 năm dựng nước mở biên cương, bậc trung dùng thời nào cũng hiên. Đã vậy trời lại định số phận yếu mệnh, còn lũ gian tà ban chúa buồn dân. Tiết đầu người dạng thế soi gương, trang tuấn kiệt nhà nam anh dùng. Thịt xương rã dưới chân cầu, tuổi tên một bước đi giao.